Ê Méo, không cài mày đâu hả? Tao nhà không chứ có đi đâu đâu mày. Mày nhà không xong lại làm clip với anh già. Mẹ tao sợ tao bị corona nên mẹ tao đâu cho tao đi đâu. Công nhận mẹ mày kỹ ghê. Nhà mày xét chết nhà tao. Tao mà bị chắc mày khỏi. Rồi mày có xin anh già lại quay chưa? Bữa hỏi mẹ tao có xin cho tao rồi. Anh già cho tao rồi. Anh già mà biết rồi chắc anh già có chuẩn bị đồ ăn đó. Vô kiếm anh già đi. Anh già ăn gì mà ăn bún không vậy anh già? Ai biết đâu, sáng giờ này á, chở con bé đi học. Xong con mua thao bún nè, để sẵn chả tương nè. Thức gì tao thấy có nhiêu á. Đang khúc vô leo nè. Phúc nó mới về lại tem cả anh già. Làm gì ăn mừng đi. Rồi ăn mừng gì mà ăn mừng. Nó đi cho mừng cũng chết vậy đó. Ở đây nó ăn còn hơn là cái gì nữa. Nuôi nó mắc mệt luôn á. Anh nói gì anh không sợ em buồn hả anh già? Ủa tụi mình cũng biết buồn nữa hả? Rồi giờ không ăn cái gì? Ăn gì cũng được chứ, giờ mình coi trong nhà có gì mình lục mình ăn đó. Ăn đồ chế không? Hả? Ăn đồ chế không? Anh chế đồ ăn cho. Đồ ăn thì anh chế nữa, không biết nó hạnh gì nữa. Thì là hành đồ ăn chế chứ hạnh gì. Quan trọng mình có dám ăn không á. Thì giờ kiếm đại trong nhà có gì ăn đó nha. Tép. Em đón ra được món gì luôn rồi đó. Nói thử nghe kìa. Gỏi cuốn chứ gì. Gỏi cuốn không anh già? Máy móc mày hỏi anh biết cái đồ ăn anh biết gì mà mày hỏi anh. Vô mày hỏi chị già mày á. Chị già đồ ăn trong tủ lạnh chị tính làm gì vậy? Ta tính làm bún xào chi. Này thì gỏi cuốn. Cái đó làm gỏi cuốn cũng được vậy. Đồ của ai mà tụi bay bàn như là đúng rồi vậy? Thì đồ của chị. Nhưng mà bây giờ tụi em xin nè. Tao cho chưa? Cho đi trời ơi. Vô lấy đi mấy ông thằng ơi, tao mệt quá à. Mà nhà tao không có bánh tráng đâu nha. Không có bánh tráng để em bình đường khác. Đồ ăn chế để Kiệt lo. Theo anh mấy đứa. Mở tủ lạnh ra lấy vài hai miếng tép đi mấy đứa. Ê Kiệt ơi, hết dài rồi, xuống được rồi đó. Hơi nhập tâm xíu, quên. Khoan để tao tính chút xíu rồi, coi này làm được món gì. Để tao đi dạo vòng cái giường ơi, coi có cách hợp được cái gì không. Ê, tao thấy rồi đó, tụi bay thấy chưa? Giờ này chim én nhà anh già chưa về đó mày? Tao cũng có thấy con chim én nào đâu à. Ăn cái đầu tụi mày, ý tao nói cái đu đủ kìa. Ăn cái đó liên quan gì én? Đi ra coi có cái nào không, rồi bẻ vô làm đu đủ ăn. Mày thấy cái đu đủ không? Bự gan cái mình mày luôn á Kiệt. Sao mày không nói nó bự như cái mặt của mày á? Tới giờ ăn rồi cãi hoài với mấy cha. Bẻ ơi, có ăn được không? Cái này vừa nêm mà đó mấy mày. Chị bẻ đi. Bẻ cho này ăn cả làng không hết nữa, nó chỉ bằng mình. Còn anh chị già nó chi mày? Tao nói cả làng là có 20 người á, 5 người ăn cũng không hết đâu. Rồi thôi đi nè. Giờ tao chia nhiệm vụ cho tụi mày làm nha. Một thằng đi set up đi. Một thằng đi lấy đồ đem đi. Tao rửa xong chế đủ rồi tao đi ra. Nhà chị Như có hành phi tỏi phi sẵn luôn nè. Ồ, có luôn đậu phộng luôn nè. Ồ, trời ơi, nhà chị Như có sẵn hành phi tỏi phi đậu phộng luôn rồi, tí nữa mày khỏi phải làm luôn. Ờ, chị quá ngon rồi. Chị già làm gì chị già? Cắt dầu găm xíu ăn. Cắt dư cho em ít với. Mày muốn ăn thì mày xuống mày cắt. Xinh xinh. Thẳng mày cắt thì cho em miếng luôn đi. Hồi làm kia ra em cho chị ăn. Làm kia làm gì? Em làm gỏi đồ đủ mà hả? Cái đó khó lắm mày biết làm không? Trời, đồ ăn thì để Kiệt. Ừ vậy sẵn tao hụt miếng dầu găm nè. Rồi đi ông ái luôn tụi mày ơi. Tính đi vô cắt dầu găm mà đỡ phải cắt rồi.
Rồi kìa, có cần chị tiếp gì không? Không, chị không cần làm gì nặng đâu. Chị bào giùm em hết hai miếng đu đủ đó được rồi. Chị làm nhiều đó thôi, còn nhiều để em lo. Bây giờ sẵn làm thì mình chỉ cho các bạn luôn nha. Bước đầu tiên là mình luộc thịt trước đi, cho nó chín. Bây giờ mấy bạn đợi nước sôi, mấy bạn nó bỏ thịt vô nha. Ê, đu đủ này bào sao vậy kìa? Ai biết, lúc trước em lấy găng em bào, nó giờ không biết nữa. Bớt xào làm cho lẹ đi ông nội ơi. Mẹ không mình đi cắt nhà chớp đi vô. Dương, bẻ ớt xong chưa? Rồi mày làm mắm luôn đi. Tao có biết làm đâu. Thì mày làm đi tao chỉ. Mày bỏ đường vô chung á, đâm nó mới không bị văng. Thôi cái đống đu đủ này làm gì ăn hết chứ dạ? Thường là làm có chút xíu à, tại bữa nay có mặt mày cho nên làm thao vậy đó, ăn mới đủ. Sao chị cứ vô quan cho người ta không à? Người ta ăn có nửa thao à. Chị nói ăn nguyên thao, chị nói quá à. Là chuyện thao là gì? Bây giờ mình cho trước nước với nước mắm đi. Chứ cái này là lượng sao tao cũng không biết nữa. Rồi hồi mình thêm từ từ vô. Bao muỗng đi chứ mày. Mày quậy cho tan đường xong rồi mày nặn hai trái chanh vô. Rồi để nêm nếm coi làm sao rồi tao thêm vô. Nhiều nước mắm sao đủ ăn? Thôi gì để em làm đầy tô luôn. Thịt heo chín giờ mình vớt rồi mình xắt mỏng mỏng nha các bạn. Nóng quá chơi. Thôi cắt giùm em luôn đi. Chị gốc cuộc với mày ta làm luôn rồi, mày làm gì nữa? À, nóng nóng nóng. Nhìn chị già cắt miếng thịt em muốn ăn gì đó. Nhìn kìa cắt miếng thịt nè. Không nghĩ ăn luôn đó. Tao chỉ làm được thôi, chứ mấy cái vụ dao kéo này tao dở lắm. Chị ơi, sẵn rồi. Luôn đi. Giờ bây giờ để chị già xắt thịt, mình xào thêm tép nha các bạn. Dương, xào Dương. Ủa vậy cuối cùng nãy giờ mày làm gì mà mày nói mày làm? Tao không thấy gì nữa. Đu đủ nó cũng kêu tao chị Như làm. Nước mắm mày cũng kêu Dương làm. Ớt mày cũng kêu Dương cắt. Tới cắt thịt mày cũng không cắt mà mày đưa cho chị Như cắt nữa. Rồi bây giờ tới xào tép á, thì mày kêu Dương tiếp. Chị cuối cùng mày làm gì vậy? Thì tao biết, tao chỉ thôi. Rồi bây giờ làm sao? Thì mày bật bếp lên, bỏ đường, bỏ dầu, bỏ hành, bỏ nước, nước ngọt, tiêu. Bếp mày vô mày làm luôn đi, tao không biết gì đâu. Thôi để tao làm luôn cho, để có công tụi mày nói tao không làm gì nữa. Rồi xào chín gì là rồi đó các bạn. Cái này đơn giản lắm. Quan trọng nhất là nước mắm thôi à. Bây giờ mình hướng dẫn mấy bạn ăn cái món nhâm này nha các bạn. Chị Như gấp giùm em đu đủ bỏ dĩa chị Như. Thôi giờ mày nói thẳng thì để tao làm chứ giờ tao mệt quá. Cái món gỏi này như thế này nha các bạn. Bây giờ chỉ việc chén mắm vô là ăn thôi đó. Rồi đó, mỗi thằng mỗi dĩa đó ăn đi. Nãy giờ em đợi nãy giờ luôn rồi đó. Mày tính ăn mày không kêu anh già hay gì? Ừ đúng rồi, mày vô kêu anh già đi.
Anh giờ ơi, tụi em làm xong rồi nè, đi ra ăn anh giờ ơi. Bẻ trái đu đủ nãy ăn hả? Đúng rồi, nãy giờ thằng Kiệt chị già làm hỏi á. Xong rồi đó, anh ra ăn đi. Rồi đi. Ôi, có gì nhìn hấp dẫn như bay. Em làm đó anh già. Mày làm á, chị già làm. Mày tới chị già cùng làm. Ôi, hấp dẫn quá. Công nhận mình làm ngon thiệt mấy bạn ơi. Nhìn ăn thấy ham luôn trời. Hổ mắt cổ chết mày giờ nè. Ông già là tao mà ăn như mày á thì đỡ quá trời. Tại vì mình ăn không có được nhiều. Ăn giống như kiểu giống như người ta nó hay gọi nó nói là ăn giống như mèo hử vậy đó, biết không? Sao Phúc? Thấy làm sao? Nói chung thì giống như Dương vậy đó. Sao chị già? Thấy không sao chị già? Tao làm đương nhiên ngon rồi. Em cũng có làm bộ. Nếu ta ăn chúng ta phải ăn thử hết. Không có ăn như cái kiểu ăn gì à. Có ai giờ ăn cái mày không? Mày làm nết gì vậy? Nết sao mà bà đứng bà bỏ rồi hả? Thôi hai mày cũng chín mừng á, hai mày nói gì? Mày giờ mày có khác gì hai tao không? Anh già hử miếng đi anh già. Sao? Thôi công nhận đủ nhà anh chồng giòn thiệt á. Thử bánh khen làm ngon, ai nhảnh khen đủ nhà anh giòn. Miếng đi nha các bạn. Miếng mà dặn gì đó hả? Người ta miếng mà không phải gì nào. Miếng thôi, miếng là người ta gấp gì nào. Miếng thôi, chứ không phải là một miếng như vậy hiểu không? Không biết miếng với miếng là gì chưa á. Ngày nay hồi nó xuống đều quá tơi. Tụi mày không giống tơ nha. Ăn mà cũng định. Mình cũng thêm dễ nữa nha các bạn. Ai nói thì nói anh già, anh cầm củi anh ăn à. Chứ giờ nói chuyện sao ạ? Mấy món này thì không có xà lại người miền Tây. Mà quan trọng là cái mắm đó bạn. Các bạn làm giống cái nước mắm mà tựa bánh ướt á, là các bạn ăn ngon à. Chứ còn công thức chính xác của nó thì mình không biết nữa. Ủa mà chị già, mà sáng chị mua bún với da heo rồi chị làm gì cho anh già ăn vậy? Mà có cười mấy anh già anh ăn bún không à. Tao tính làm á là bún xào da heo cho ông ăn. Trời trời, chị cho anh ăn ngon rồi, bún với da heo. Mày dồn cái tướng anh già là mày biết rồi. À, hai dĩa cũng căng căng rồi đó. Tao cũng hai. Dạ con bố mấy ông nội ơi. Ăn uống tao không nói tới mày nữa. Rồi thì nói đi kìa. Nói gì vậy? Ủa từ đầu clip giờ anh đâu có biết mấy đứa làm gì đâu, rồi cũng đâu có biết là clip này làm gì, giờ hỏi anh. Rồi clip mình dừng tại đây nha các bạn. Hôm nay thì mình hợp tác với chị già cùng làm. Các bạn thấy video hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh Thái Già Vlog. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.